Xin chào tất cả mọi người. Nhân dịp hôm nay mình làm được hai cây đàn mới, cho nên mình sẽ review cho các bạn xem. Thứ nhất là cái sản phẩm, thứ hai là cái màu sắc thì mình thấy khá là đặc biệt, cho nên mình muốn giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm mới cực kỳ luôn. Đây, các bạn thấy không? Đây, mình quay gần cho các bạn xem nhé. Đây là một cây UFO. UFO và được lên màu. Anh Nguyên Vũ lên màu các bạn nhé. Màu sắc các bạn thấy không? Cực kỳ tươi luôn. Cái chất liệu này rồi cái màu sắc lên ấy, các bạn nhìn thấy nó như là một cái tác phẩm nghệ thuật chứ không phải là một cây ná nữa rồi. Để mình quay sơ qua cho các bạn xem này. Màu thực tế nhé. Không phải chỉnh sửa gì hết. Màu đẹp đến nỗi mà thợ lên màu còn phải thốt lên là cái chất liệu sao làm màu đẹp như vậy ấy. Tức là anh ý chưa lên cái chất liệu nào nó đẹp như thế này. Đây là một cái cây ná bằng titan. Thực ra là titan nó rất là nhiều cái chất liệu khác nhau, rất nhiều cái thông số, cái thành phần khác nhau, cho nên là mình rất là khó nói về vấn đề là sao cây này lên đẹp, cây kia lên đẹp. Quan trọng là cái thời điểm mình mua không biết cái được cái khúc đẹp hay không, được cái vật liệu đẹp hay không. Thì thời điểm hiện tại đây là một trong những cái lô mà mình về phôi nó đẹp nhất, các bạn nhìn thấy không? Bản thân mình cảm thấy nó đẹp long lanh luôn. Cũng có thể là do mình làm ấy, do quá trình mình làm ấy, mình làm rất là kỹ, mình làm rất là nhẵn thì cái bề mặt của nó đẹp ấy, cho nên nó lên màu nó sẽ bám, nó sẽ chuẩn. Đây, các bạn thấy không? Đây là điện phân các bạn nhé, không phải là sơn. Nhiều bạn không hiểu á, nhiều bạn không dành ấy thì cứ nghĩ nó là sơn, nhưng không phải. Đây là điện phân các bạn ạ, titan mới điện phân được, inox thì không thể điện phân được, inox chỉ lên màu mạ thôi. Đây là cái UFO. Đây, mình giới thiệu sơ qua các bạn này, các bạn thấy có chi tiết không? Cái mắt, cái miệng. Đây là cái sản phẩm bên mình làm và nó là cái sự phá cách của mình. Mình nghĩ ra và mình làm. Các bạn nhìn nó như là con mắt lồi lên. Đấy, chiếc miệng, con mắt rất là độc đáo. Mình nghĩ đây là cái sản phẩm có thể là duy nhất cho đến thời điểm hiện tại. Tất cả sản phẩm trên thị trường ấy thì mình đã xem rất là nhiều, mình nghiên cứu rất là nhiều, nhưng mà cái mẫu như này mình nghĩ đã khá lâu rồi, mình đã lên ý tưởng trong đầu khá lâu rồi, nhưng hôm nay mình mới thực hiện được. Và đây là cây đầu tiên, cái UFO đầu tiên mà làm theo kiểu phá cách như thế này. Đấy, cái lõi này bằng titan luôn các bạn nhé, mắt bằng titan, lõi bằng titan luôn. Đấy, bên tay phải mình đây là một cây cũng bằng titan luôn, chạc 8. Cái này nó là thiết kế của mình, thiết kế mình làm phá cách đi. Cái này theo yêu cầu của khách thì bác ý bảo lên một màu, các bạn nhìn thấy không? Tất cả những đường này này, bên trong này, khe rãnh này này là mình đánh mịn hết. Nói chung xử lý cái phần này nó khá là phức tạp, nó khá là lâu, do nó là góc cạnh ấy, cho nên là xử lý khá là lâu. Phần bên trong lòng này cũng đánh luôn, cũng làm nhẵn luôn. Các bạn nhìn thấy màu nó long lanh không? Màu cực kỳ sắc nét luôn, cực kỳ long lanh luôn. Cái này là chạc 8 dày 16 ly. 16 ly thì quá trình mà khi mình làm ấy, khi mình mài, mình xử lý đi thì có thể nó còn khoảng 15 ly mấy hoặc 15 ly. Con này là đầu chạc vát các bạn nhé, đầu chạc vát này cộng với lượng của cái phần ngọn chạc ấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, phần lượng ngọn chạc thì nó tạo ra một cái đường vòng ở phần ngọn chạc viết này, các bạn nhìn thấy không? Nó vắt vát đi rất là đẹp. Cái phong cách này thì đang được rất nhiều anh em ưa chuộng, có nghĩa là chạc dày và vát trên đầu chạc.
Thì thứ nhất là nhìn cây nà nó có cái thiết kế nó mới lạ, thứ hai là cái điểm tỉ nó thoải mái hơn. Tuy nhiên là làm cái này thì nó phải phụ thuộc vào từng cái sản phẩm, phải làm sao cho nó phù hợp nhuần nhuyễn giữa cái việc mà thiết kế với cái hình thức làm thì nó mới đẹp được. Còn nhiều khi á, nếu mà làm vát này á, không phải sản phẩm nào cũng đẹp các bạn nhé. Các bạn lưu ý là các bạn nên xem cái sản phẩm mẫu trước khi mua. Tất cả những cành này đã xử lý rồi các bạn nhé, đã xử lý rất là mềm mại, sờ rất là mịn mềm mại, tránh tình trạng là bị ăn chạc. Ở phần phía sau này này, phía sau này cái kẹp này, đấy, vuốt ở phần này nó cũng rất là mềm mịn rồi. Một số bạn dùng cái sản phẩm mà cái kiểu như là những cây nà tàu á, thì người ta sản xuất xong người ta chưa làm kỹ á, thì các bạn kẹp thun hay bị cắn thun ở ở cái điểm kẹp này, do là cái phần kẹp nó rất là mỏng mà người ta không có xử lý. Thường thường ấy, anh em Việt Nam hay xử lý cái đầu chạc hay xử lý phần kẹp này rất là kỹ này. Anh em sẽ thử test xem là nó có bị ăn thun hay không thì anh em xử lý lại. Còn nếu mà lá sản xuất mà kiểu dạng như công nghiệp ấy thì hầu như là mình thấy kể cả sản phẩm đắt tiền của Trung Quốc cũng thế thôi, tầm khoảng hơn triệu 2 triệu thì mình vẫn thấy là bị tình trạng là cái kẹp thun này người ta không xử lý. Thì cái đấy về xử lý thì cũng khá là đơn giản thôi, thì chúng ta có thể là mua một cái tờ nhám nhám Nhật khoảng 600 hoặc là 1.000 ấy, thì các bạn về các bạn chà đi là nó có thể mịn, nhưng mà nếu mà các bạn biết cách xử lý thì nó có thể dễ dàng, còn nếu mà không biết cách xử lý thì nó khá là lâu, khá là phức tạp. Thứ hai là nó gây ra tình trạng là bị mòn, nhìn nó sẽ lệch màu với tông của cây lá thì nó sẽ khá là xấu, nó không được đẹp mắt lắm. Thì mình nghĩ nếu các bạn muốn xử lý tốt ấy, các bạn nên nhờ những ai làm chuyên nghiệp thì nó sẽ tốt hơn, hoặc là những sản phẩm mà ngay từ đầu nó phải phải chuẩn rồi ấy, nó phải dùng rồi. À, thì mình nói sơ qua về cái đầu trạc, cái cách xử lý rồi. Đấy, cái thiết kế của cái lá này thì nó vẫn có xoay chống xoay này và thoát thun này, thì ở những cái mẫu này thì nó chưa có cái gì gọi là khác biệt so với ngày trước về cái thiết kế chống xoay hay là thoát thun cả, tại vì hiện tại ở mức như thế này nó đã quá hoàn hảo rồi, nó quá tốt rồi, chưa có gì phải thay đổi cả. Đấy, chủ yếu là ở cái thiết kế của cây lá này. Đấy, nhìn cây lá các bạn nhìn thấy không, nó rất là mảnh nhá, một cây chặt tám mà nhìn rất là mảnh. Thì đây là cái phần cây lá mà mình chưa có cái lòng chạc vào nhé. Bây giờ mình sẽ lắp cái lòng chạc vào cho các bạn xem. Đây, mình có một con ốc. Con ốc này thì được lên màu, tiệp giống màu lá luôn. Các bạn thấy là mình vặn vào không? Mình vặn vào không? Đây cũng là một cái thiết kế mà mình đã nghĩ rất là lâu và mình đã cải tiến cái sản phẩm này. Đít của cây lá sẽ có một con ốc. Trường hợp là ví dụ các bạn muốn là kiểu dùng cái nam châm ấy, các bạn để ở dưới đít lá, các bạn có thể là vặn ốc ra và lắp con nam châm vào, các bạn xoáy lại để giữ cái nam châm. Công dụng thứ hai ấy, nó sẽ ví dụ như là các bạn muốn treo cái lá thì cái điểm treo bên dưới lúc nào nó cũng đẹp hơn, nó đẹp hơn là các bạn treo ở phần lỗ lá, ở phần thân lá. Thì hầu như bây giờ thiết kế của mình nó đã loại bỏ cái lỗ ở cái phần thân rồi, phần trên này này. Đó, bây giờ mình ví dụ cho các bạn xem nhé. Em lấy một cái lá mà có cái lỗ đây em này, lỗ này. Đây, mình ví dụ cho các bạn nhé. Đây là so sánh giữa hai cái lá, một cái thiết kế mới và một cái thiết kế cũ. Đây là cái thiết kế cũ các bạn ơi, thì nó có một cái lỗ ở trên thân lá, còn thiết kế mới thì nó không có lỗ. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Chút xíu nữa mình sẽ để bên dưới bàn mình cho các bạn xem thì nó dễ hơn. Thì quan điểm của mình thì mình thấy là cái chi tiết nào nó tối giản được thì mình sẽ làm làm sao để cho cái tính thẩm mỹ của cây lá thì nó đẹp nhất có thể. Còn ví dụ như là những cái chi tiết nào mà nó không thể làm được thì phải chấp nhận thôi. Còn
rút được ngắn được cái chi tiết nào thì đẹp cho cái lá thì mình sẽ làm. Đấy. Trường hợp ví dụ như các bạn không muốn sử dụng dây đeo chẳng hạn thì các bạn có thể tháo nóc này ra, tháo nóc này ra và các bạn bắn xong các bạn để vào trong hộp thì nó rất là đẹp và tính thẩm mỹ cao. Và đây bây giờ mình đang nói đến cái kiểu như vậy, các bạn nhìn thấy không, là khi mình bỏ cái lòng chạc vào ấy, cái lòng của cái phần của cái lá vào ấy thì nhìn cây lá nó có một cái, có cái gì đấy nó rất là nổi bật, nó như là một cái điểm nhấn ấy. Thì trường hợp là các bạn muốn trưng chẳng hạn thì nó rất là đẹp luôn, nó có một điểm nhấn các bạn nhé. Đấy. Phần nói lõi này là bằng titan luôn các bạn nhé. Đấy. Mài khá là công phu để cho cái sản phẩm nó lung linh hơn. Thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn hai cái cây lá cùng một chất liệu, cùng một cái lô mà mình về phôi, cho nên là mình cảm thấy rất là đẹp, rất là long lanh. Anh em nào muốn làm lên màu á theo kiểu như thế này, hoặc là có rất nhiều mẫu khác nữa, các bạn muốn lên màu thì các bạn có thể là liên hệ với anh Nguyên Vũ nhé. Một trong những người mình đánh giá là lên màu đẹp nhất Việt Nam hiện tại. Đó, một trong những thợ lên màu đẹp nhất Việt Nam hiện tại. Mình luôn đánh giá cao cái cách lên màu, cách phối màu của anh Nguyên Vũ, tại vì cái màu sắc ấy, nó thật với các bạn nó rất là khó. Người ta phải có trình độ, có chuyên môn, có thâm niên nữa, có kinh nghiệm nữa thì người ta mới lên màu được những cái màu xuất sắc như thế này. Còn bản thân mình cũng có máy điện phân nhưng mà mình chưa có học về cái đó, cho nên là mình không lên màu, mình giao cho chuyên gia. Đấy. Màu như này phải chuyên gia làm các bạn nhé. Còn một số cái lá bằng titan luôn nhưng mà giá rất là rẻ, vì sao? Vì có nhiều yếu tố tính thẩm mỹ này, thiết kế của cây lá này, rồi màu sắc này, nó có rất là nhiều yếu tố để tạo ra một cây lá đẹp. Cây này cũng có cái phần gen ở bên deep luôn, deep của cây lá luôn. Thì cái phần gen này mình nói thêm một công dụng nữa, nhưng hôm nay mình hơi sâu một chút xíu, tại vì ít khi mình nói về vấn đề này lắm, về cái này là thiết kế thì mình ít khi mình nói đến, nhưng hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Đây, ví dụ nhá, đây không phải là con ốc nữa mà nó là một con ốc có cái phần lồi ra để treo, để xỏ dây. Thì các bạn có thể là vặn con ốc này vào, xong các bạn xỏ dây qua cái lỗ, giống như là một số cây lá tàu ấy, người ta hay gắn ở đít của cây lá một cái lỗ để treo dây lá. Đấy. Thì cái việc mà thiết kế như vậy ấy, thì làm cho cây lá nó đẹp hơn, nó tinh tế hơn. Đấy. Các bạn không thích thì các bạn có thể bỏ ra, còn các bạn thích gắn dây thì các bạn có thể để vào. Đấy. Rồi, xin chào các bạn, clip mình xin tạm dừng ở đây. Các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe kênh của mình. Đừng quên bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Mình sẽ luôn cập nhật những sản phẩm mới này, những cái cây lá độc chẳng hạn, mình sẽ cập nhật cho các bạn xem, hay là những cái tính năng của những cây lá. Ví dụ như là các bạn muốn mình review một sản phẩm nào đó thì các bạn có thể là inbox cho mình, là một. Các bạn có thể là nhắn tin qua Zalo. Mọi chi tiết về sản phẩm, về giá cả thì các bạn có thể là nhắn tin qua Zalo cho mình nhé, hỏi trực tiếp. Tại vì cái giá thành ấy, nó có rất nhiều yếu tố. Thứ nhất là khổ độ chạc. Cái thứ hai là cái độ dày của thân lá. Cái thứ ba là cái thiết kế từng cái sản phẩm một. Cái thứ tư là cái chất liệu. Ví dụ các bạn làm bằng inox thì giá nó khác, mà làm bằng titan thì giá nó khác. Và cái thứ năm ấy, thì nó là thời điểm. Ví dụ như các bạn mua thời điểm này thì nó rẻ, nhưng mà có thời điểm khác nó có thể đắt hơn chẳng hạn. Vì phụ thuộc vào cái nguồn nguyên liệu nữa. Lúc mà mua rẻ thì nó phải rẻ đi, mà lúc mua đắt thì nó phải tăng lên. Cái đấy cái điều đương nhiên. Thì anh em nào muốn mua hàng thì hay, hoặc là tư vấn, muốn hỏi gì, muốn tư vấn thì có thể liên hệ qua số điện thoại mình lưu trên màn hình. Các bạn có thể là nhắn tin hoặc là gọi điện. Tốt nhất là các bạn nên nhắn tin Zalo cho mình, tránh trường hợp là đôi khi mình không có cầm điện thoại trực tiếp, hoặc là mình bận công chuyện chẳng hạn, thì mình sẽ trả lời các bạn sau và sớm nhất có thể. Ví dụ như là các bạn có gọi cho mình ấy, mình có không trả lời thì các bạn cũng thông cảm một chút xíu nhé. Các bạn sẽ đợi mình để mình trả lời các bạn nhé. Đừng bỏ qua những cái sản phẩm tuyệt vời như thế này. Rồi,
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.